sông Hầu, đồng ruộng thân thang, đất Phù Sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp tuy mỹ đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao già. Việt Nam thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn. Tiết chào quý bà cô chú anh chị và các bạn nha. Vâng, Sương Mai thì đang bơi xuồng, Tiết thì đang cầm máy, còn mấy anh với mấy em thì đang gạn cái hầm bự của Tiết nè. Hồi lúc trước đó thì Tiết có mua một số cá bự của thằng Tâm á, để mà mình tính là mình thả dưới hầm này để mà mình bán lần lần cho khách. Mà hổm rài thì mình bắt không có được, do là nước nó nhiều, hầm nó bự, bắt không có được, khó khăn quá. Toàn là mua cá chợ không à. Thức ăn thì nó xe qua xe lại cái hết một bao rồi. Cho nên là hôm nay mình quyết định là mình gạn lên. Mình gạn mình bán bớt, là mình mua lại tiền thức ăn. Rồi dưới thêm cái đó thì mình sẵn đó mình gọng mình bỏ vô cái mùng. Bỏ vô cái mùng một mớ. Để khách tới cái mình bắt nó dễ. Đi được mấy con nó mới nhảy. Kéo hầm này kéo lưới đầu lên nhiều hơn câu áo cười lắm. Cá này nó bự lắm rồi, lúc mình mua là cá nó đã bự rồi. Cái này không phải là cổ cổ nha. Mẹ chứ dũng. Cái hầm của mình sâu dữ lắm. Sao ngõ mình đi? Ừ. Trên 10 mét á. Nội thức ăn không hỏm gà là chắc khoảng 10 bao thức ăn rồi đó. Chán kéo là chiều nay đi uống trà sữa. Bên đây thì anh Năm với anh Sáu. Cá nhảy rồi, hôm nay cá nhảy đó. Còn bên đây thì Vui với Vũ. Bè của mình nó cũng nước cạn cái nó sụp tới sụp lui để nữa mình ấy lại. Ừ. Con bé bán vé số ra tới đây luôn hả? Nó thường ra đây không? Lỗ cho mấy con cá nó ra ha. Chừa lỗ. Chừa lỗ cho mấy con cá ra. Cái này cái rãnh ở dưới nó còn sâu dữ lắm. Chì này không biết tới dưới không. Này mình có chuẩn bị đồ xúc gì không? Không có, chưa chuẩn bị gì không. Sao không có, tại cá bay bay gì kìa, sao không có? Không có cá nào mà không có thôi. Đó cá nó bay đó. Cá nó bay dèo dèo đó. Ở đây nè, đủ vũ rồi. Vũ. Đủ trong dưới đất sàn chòi lớn á. Nằm dưới. Nằm dưới sàn chòi mình hả? Tại mình động đó nè. Ơi, thấy không, cá không có sống rồi đó. Cái chả nó khôn không? Khôn quá ha. Nằm dưới đó, tại vì mình cắt rồi luôn cho là mình chài hoài mà đâu có dính đâu, nó khôn ghê. Chài với câu không dính luôn.
chị nằm tới dưới đất không? Chính giữa mình còn nhân cái đá là sao sát vậy? Này giá vậy bắt được cá rô hết ta. Hôm bữa sang nguyên cái mùng cá rô, cá điều hồng của thằng Tâm luôn á. Cắt cái gì vậy đó Vui ơi? Má đi tàn con cá thêm kịp không kẹp? Nặng hay vậy? Ừ. Dính đất hay dính cây vậy đó. Ôi con cá gì bay kìa. Rồi bay hết rồi. Bay từ từ Vũ ơi. Này gì đó. Kéo tới ha, đủ Vũ ơi. Đó thì đúng rồi. Đúng ngay rồi. Vậy. Nặng là cái chuyện nặng cái dưới ha. Phải có cây cầm đen ra đất lặn. Nó dính cái gò đất này nè. Cây cầm hả? Rồi xích cái gì vậy đó. Cái cho. Xích rồi đó. Gịch cho bà đi vô, gịch cho bà chút nữa đi vô. Ôi cá nó bay kìa. Đó. Nó không giờ. Nãy ăn cá gì bự hết sức rồi bay à. Cá bà Vinh đó. Cá bà Vinh. Cô ơi. Cá ngoài vô cũng nhiều. Cá lên má kìa. Cá lên má đâu? Phải không? Phải. Cá lên má bắt cá. Trường là bắt nó luôn. Ừ, cá ngoài sông vô. Chị lên, rồi sáu lên đi sáu, bấm chị lại cho. Nó chưa chân, mà dính hai cá bự vậy đó. Sát cái mé rồi nè, đi. Đúng tới thôi. Tới nè. Chắc khá liền. Nó bay ra dữ rồi kìa. Hổng cao lắm. Cao mà cao thì cá được. Cá nó ra cái chỗ hổng á. Bực cắt á. Cái môn cái trà nào hổng rượu ban ra luôn. Này cái môn mà gần Tết ngoài tát luôn. Tát cái hàng luôn á, ông bắt con bắt cái ấy nè. Kè dính kè, thấy không đó. Cái trà hồng. Cái hồng. Dính này hả? Nó lỗi đó. Ngọt lắm. Không cho người cá nó chắc nó sầu quá, sầu quá. Sầu luôn. Cá gì? Cá chua ăn. Em thấy gì trơn hả? Hình như đựng cá tra hay vậy đó. Dặn bà con á sớm. Quét rồi. Kêu người này người kia cơ. Không có con nào mắc cười dữ vậy. Có không? Kéo chị đi Úc. Ôi cần con cá gì bay ra rồi. Rồi kéo xuống máy rồi. Nó bay lên xuống cái rồi nó bay ra ngoài luôn. Không ghê. Đỏ. Có lý. Có lý rồi. Đạt đó. Lấy cái thùng. Nó bự nó trời. Bé lấy cái cá này trên 2 kg ha. Trên 2 kg à. Cầm lại dùng vô cái mưa mụn đi. Tung dữ rồi. Ê coi chừng mi đó đâu. Ê cái phao nè, năm cái phao bên đây. Nó bay ra. Rồi. Ừ. Ồ cái gì vậy? Thì con lắc chứ. Ủa sao mà nó thể bay đó? Nó quá hầu quá dễ bị ta luôn. Có. Ủa trưởng cái trời. Cá trắng cũng ngắt rồi trời. Ôi, chỉ là cá nó hồng dính nhiều lắm, dính rồi đó. Rồi. Rồi lại đẩy mọi người. Mọi người ra. Cái trà cá tai tượng con nào nó bành kia luôn.
cái dồ luôn. Rồi đếm. Rồi đếm hả vậy? Rồi đếm kìa. Ta tự. Tưởng kìa. Cái thao này không được rồi. Cái đó. Vũ ơi, à. Cầm con đi. Lấy cái xài đẩy lại. Có xài không? Đẩy vô Vũ. Trời ơi, trời khá hư. Quá trời. Hàng chi nó ăn thức ăn ghê luôn. Cá rô nè. Cá rô kìa khổ. Chú. Để kho bầu, để kho bầu. Kho bầu kìa. Bỏ thù đi. Bỏ thù nè. Nhìn cá hiểu con cành con. Cá hiểu Linh. Trong ơi. Mình hỏi thả cá bự xong rồi là cá nhí nhí không tài. Vô á. Đúng rồi. Đẻ rồi. Cá là cá mà xong vô. Vô đẻ đó, đó cá Vinh nó thả lại xin nha. Cái Linh nè. Để. Thằng lưới một cái rồi không? Đem đẳng dưới đi biển. Sao đâu ca Vũ? Hết hồn cá hô phi à. Ồ, nó ăn thức ăn dữ lắm luôn á. Em ơi bơm đi. Rồi bưng đi biển ơi. Cạn được nông. Sáng ơi có mấy con nghỉ về làm sao quay. Lưới ở đây. Một lưới nữa mình đọt ra ngoài đi Úc ơi. Ê, dạ, một lưới rồi kéo ra đây nè. Bật ra đi. Ngoài luôn, thẳng ngoài đốt lên luôn. Dạ. Làm sao hả? Làm với cho cho vịt ra chán lưới này thôi đủ tháng tại giờ đứng giữa nó đáng quá đủ rút về dài vô luôn bắt ngay vô luôn lên bờ luôn. Cho lên bờ luôn mới được. Cho lên bờ luôn. Đấy, hồi là cá nó ra ngoài hết. Từ từ đi. Dĩnh phao đi xong mày. Cho ông Vũ nó cây gạn chị. Kéo được bà vốn vốn gì chì không đưa lên bà. Bà luôn lên bà luôn. Ờ cá nhảy vô xuồng luôn. Ừ lên bà luôn. Phát quỳ xuống chứ dấu. Dở trên trời chứ. Trời ơi chắc chú. Kéo nó vui rồi kéo này lai gai gọi đi. Ngoài. Nó bay kìa, bay như phin. Có cá dính nữa. Trong tới ngoài, trong tới cho có thụng làm vô. Cái ông xịt sát thôi, vô. Trong thù tới. Cũng ra, nó kẹt cả rồi. Cái gì vậy về nhà đó. Mấy anh cá này anh bơ dữ. Ê, con cá gì? Cá hồ. Mày giống như cái giỏ không ngay dưới đất rồi đẩy tới coi. Con đá nó không đi. Bơi hoài. Cái cá kìa.
cần thì sát vô. Đó, 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 đó. Cá gì quậy dữ rồi kìa. Cá điêu hồng coi chừng nó bay. Rồi đây, nè, nè. Từ từ đi rồi, kéo đi, kéo đi, kéo đi, kéo vô đi. Ôi giời, đánh bà đi. Ôi giời, ôi giời, con cá. Mất cạn luôn ơi. Đi ra mất cạn ơi. Mất cạn. Đưa nó vô xuống mặt, đưa nó vô tùng đi. Rồi vũ bên nào vũ vòng lên bên đi. Bên vui này, chứ mai dính đi chứ mai. Ôi trời ơi, chặt chặt chặt. Thì đâu bây giờ mà vô. Nó bị ổ bự kìa. Chặt. Ồ ổ bự. Dính hả? Dính gài hả? Ôi, có cái người mà nằm ơi. Còn cái người. Đây. Vũ vô chưa? Còn cái ngu kìa cậu. Không mạnh mạnh kìa. Có nè thấy không? Cái chai cũng dính đó. Có gô bự kìa. Rồi. Nó bắt chậm. Dạ dạo đi, dạo chút. Dạ. Có gô bự kìa tao rồi. Tao đâu bạn? Rồi, nó có lưới ngoài không ha? Tao có lưới đi thao luôn được đâu. Lôi thôi đi, sao tới lội. Lội vô được. Thì đâu có tới. Ờ rồi hai ba cái mày dinh kìa. Ủa kìa. Mày dinh kìa bộ anh. Ai cái mày dinh ấy nè, rộng. Đi rộng đi. Không bỏ thí vô mồm hết đi. Cá này cá mình thả vô bự nó bự nè. Nó có con gì hết. Hồi nãy thấy hết rồi một mớ đó. Rồi đếm hôm trước mua con phi nè. Thả vô nó. Đây là con này bà con nãy vậy. Được có mấy con bự luôn, còn nhiều nhỏ thôi. Cá giờ đếm này anh mua của em chú Tính đó hả? Ờ rồi. Nó cao quá. Cá này thả rồi đi. Thả về giờ bơi mốt anh Năm muốn kéo. Tát nữa. Tát nữa. Cá cá rồi bắt lại nha. Lấy thùng đi cho mày, lấy thùng đó, tát sữa nè, kéo xuống đây nè. Tha này bự nè vui. Tính tát luôn, sợ tết là không kịp. Đi tát sớm quá, nó sẽ lịnh. Thế hồi nhóm cá rô nè. Mắt cái trắng mình lịnh. Rồi. Tát khô mình bắt cái một cái rồi. Vậy hả? Đâu có đâu có ai. Rồi cá dây dính này vô mụn luôn phải không? Ờ vô mụn hết. Giờ mình bắt mấy cái trái này đi. Cho mụn đi cho dỗ. Nào nè, để vô. Bỏ vô. Chứ múc nước. Để vô em. Mấy cái bỏ vô nào đây. Mấy cái này bỏ vô luôn hay dỗ? Ờ bắt luôn đi. Bự rồi. Rồi mấy cái cha bỏ ngoài đây. Bỏ vô xuồng á. Đem nắng dục vô. Nhẹ nhẹ đừng văng đi không đâu. Bây giờ bỏ nhảy xuồng á. Nhảy xuồng đi, nhảy xuồng đi. Cái cá này hãy nhảy ngoài đi, nhỏ nè. Bỏ thả mà lại đi. Ừ. Đợi đổ thùng đây nha. Rồi rồi rồi. Không mấy cá thẻo nè. Mấy cá dinh này bà thả ra không? Bắt luôn. Thả đi. Mấy cá thẻo này bỏ đâu? Bà thả đại em xuống đi. Thả xuống hết đi. Không thấy gọng gọng. Về tàn cá con không? Cá trắng quá nè, ngoài sông vô. Trời, có một hơi con rồi. Nhìn này. Nhìn cá rô này ăn người ăn không hết. À, bắt mấy cái da bỏ thùng em vô thùng nha. Bỏ bự ra. Thả bỏ nhẹ nhẹ nữa. Cá này có con 3 kg luôn. Con cái này bự nè. Nhẹ nhẹ đẩy ra. Cá là bò máu rồi nè. Linh mạnh mạnh luôn. Bắt luôn, bắt hết luôn. Đưa thao cho mày, đưa thao cho mày. Bắt mấy cá này nè. Đẩy anh sao đẩy. Đẩy xuống đi, hồi ba cái nhỏ nhỏ đưa cho cô ba cho dịch ăn gì đó.
có mấy con cá là trắng nè, để nó chết nè. Chết chóc gì, đẩy lửa ngoài này bắt. Đẩy thao ra ngoài con đổ vô rồi. Cái này lưới này nhiều. Cái rô dèo dữ lắm nhưng mà bắt dính cái mấy con. Khôn không dễ bắt được. Rô cũng không thả lại cá là mạnh mạnh vậy đó. Hết cái mụn tâm luôn á, cá bữa cũng bự rồi. Lên bự nè. Tông nè, nó thiểu quá đó. Rồi bơi ra ngoài gặm đi vui. Ai vui bơi em vui. Bơi đưa bơi ngoài. Thao đó, lấy cái thao đó xúc nè. Nè, xúc ở đây thì còn lựa ba người thiểu ra. Rồi bưng lên bờ cho biển bưng bờ đi lựa cá thiểu lại. Rồi đem cái về cho ăn ở dưới. Lựa cá thiểu lại. Thiểu lần trong bắt lại đi. Đây trọng hay lựa, đây trong luôn rồi. Lứng quả thiếu này luôn cái gì? Đại luôn đi. Rô chờ ăn gì ta? Chờ đó chờ 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 mấy cái rô bự lên đi. Với chờ cá đều hỏng tao nấu canh chua cho ăn su. Chờ cá cha là chị bán người ta ta. Chờ cá này có ai mua không? Có. Hằng hồi nãy ai chặn? Phương hay gì? Ờ chờ với Phương con. Với con cá đều hỏng. Cứ bự đó chờ tao. Cá đều hỏng lại phong. Ừ. Ờ hai con ăn cá luôn. Cá rô này mình gặm cái thau nhỏ đi ha xem mày. Ừ, cho bỏ vô đó nữa khó bắt á. Nhưng cá này đi hòn này chừa lại. Lên vô trong mùng luôn. Bỏ vô mùng đi. Được hổm nhiều lắm rồi ta. Cá không có hết tại vì tôi cho ăn nhiều lắm. Sâu lắm. Sâu quá. Cần dinh. Dinh là dinh ăn kìa ăn ha. Không không bỏ vô hết đi. Cá này chút căng thử rồi. Chắc khoảng 3 kg luôn. Cái này. Ừ. 3 kg là xịn. Còn mấy cái rô bự này chừa lại gì đó. Ừ, chừa hai con thôi vui ăn không hết rồi. Hai con bắt mới đây nè. Đây đây bự nè. Chừa mấy con bự ha. Ủa sao mai ăn bắt cá chị lấy nha. Ăn con hồi nó có con cá thiểu á. Với thằng biển kìa, con biển ăn cái gì? Biển ăn cá gì biển ơi, bắt cái biển ơi. Với anh Năm nè. Thôi để bỏ vô mồm hết á. Cái này bự không? Rồi có ai ăn cái nào chừa lại nè. Cái nào anh? Anh Sáu ăn cá gì anh Sáu ơi? Cái rô vui ơi. Rô vui ơi. Với thằng vui nó nè, vui ăn cá gì chừa vui ơi. Nãy không ăn chừa lại thì điện đừng có tưng tưng tưng. Bỏ vô lát là chết ra. Trời anh Sáu nghĩ để lấy mật cho trời. Ông nội con ăn được rồi. Cái rô cái gì? Đó mấy cá bự đó. Ừ. Bẻ bẻ ăn trái bầu luôn về kho bầu. Anh Năm ơi. Gì? Anh Năm cái gì? Bắt mấy con thiểu rồi vui. Con nữa vui. Trời ơi. Khéo có hai lưới bắt ba cái rô bự người ta mẹ rồi. Trời ơi, trời sáu này. Lỗ rồi hả? Lỗ rồi. Rồi, rồi. Ê còn cái rô bự gì vậy đó? Còn cái rô bự này để đây 8 nè. Trời đó ông cho. Rồi đưa ông đi, tao có cái điều hồng rồi, đưa ông đi. Bắt con nào. Rồi hãy vô bự luôn đi. Rồi uổng tài. Uổng hả? Rồi. Ơi lẩu heo vô. Lẩu mẹ rồi. Vậy mà ăn không? Vậy mà cũng banh độc hứng đó không? Ừ. Trời ơi. Để hỏi chết chưa? Còn có thể còn cạnh cạnh không nè. Dừng chứ nếu hỏi nó ăn con nào bắt lên nè. Dạ. Hỏi chắc quéo chưa? Dạ. Cái gì? Mấy em bị Vinh nó giờ dục con hành đó. Thêm mớ này nè, lòng tông đây. Chơi nè, tao có quay bán không kìa. Đâu? Cái cá thiểu sống không? Nhóc trơn rồi nè, nhóc trơn nè. Thôi chia ăn đi. Thôi. Đây đây bọc đây. Đây bán sao hả? Đây nè 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 bọc này coi. Bọc. À bây giờ 40 ngàn ký đi. 40 ngàn ký đi rồi mình cứ lựa đi, nhà lấy bọc bự luôn đi chứ hai ơi. Trời dạ. Ơi, nghĩ ra nói cái bọc bự. Đem lấy bọc đó cho. Ai ăn cá bự thì ra ngoài vậy bác.
cái gì? Cá điêu hồng. Cá điêu hồng hả? Rồi cá tai tượng, rồi cục cây này bự quá. Rồi cá rồi cá cá dù đếm, rồi cá tra. Cá tra một con là chắc khoảng cá tai tượng hai không chị? Bự, cá tai tượng từ 1 ký trở lên á. Chắc bắt em mua cá tai tượng. Vậy phải không? Để gặm mơi lấy được ha. Được, gặm ra ngoài trong mùng á. Để mơi lấy. Được được, chừng nào lấy được chưa? Cái này nửa ký nha Tám. Gửi này của ai ạ? Cái đó thuốc sương mai đó lựa trong năm xanh. Vậy hả? Ừ. Tám này căng cơ nửa ký nha Tám. Thêm hai con chó giáp đi. Hai con nữa phải không? Ông già Năm ăn cá gì tại? Thì bà sương mai lựa hai thứ cá đó. Nè. Nè Tám coi nhiêu. Nên rồi chấm chắc nửa ký đi, thêm nó đi. Hết rồi. Cái đó nhiêu rồi? 400 gram yếu. Thôi lựa 400 gram đi. Chị Hai nãy giờ bắt cá gì ạ? Hết rồi, cá thiểu không à. Bắt cá thiểu không hả? Ừ. Cá thiểu, cá hết, thiểu. Lấy gì đâu thêm. Mấy con nữa mới đủ 400 gram. Lấy cá tôi mầm cho con coi con gì này. Tự lấy cho chị Hai đủ 400 gram. Cho bên cho con cá thiểu, con cá thiểu bên đây chằng cái nó cho. Cho nó đủ 400 gram để hiểu. Để chưa? Còn nữa chưa giá. Rồi. 40 nửa ký 20 phải không? Đúng rồi. Dạ. Đâu cái này có 400 gram hả cha? 400 gram hả? Không. Ờ. 16.000. Hả? Ừ. 16 không? Tiền lẻ của mình. Ơi, hình cá nè. Ừ, cá linh. Cá linh nè. Ồ, ồ, cái linh nè. Cá linh đó không mía nha. Cá linh này nè. Ồ, ồ, không mía nha. Đây, anh chạy đã làm lấy tiền lẻ cá hả? Có nhiều không Tám? Cá linh này nè. Mai tắt hầm á. Ngày mai tắt hầm luôn đó. Chắc có. Ngày mai cá chắc nhiều á. Rồi không ăn nhiều mà. Cắn này cũng hay. 300 gram đi. Có hầm dữ ra này. Trời mắt nó linh bự. Nó cho bao qua mà náo. Có này có nào. Đó là Tết hả Tát, mà sợ Tết lu bu quá là không kịp. Thôi Tát bây giờ luôn. Nãy là 10 tính mấy chị 16 hả? Ừ. Rồi em cảm ơn chị luôn. Chết mẹ ơi, cái năm bất mệt. Trời. Nè. Thôi nhiêu tính nhiêu đi chừa cho năm. Ông chặn nữa đó. Thì nhiêu thì tính nhiêu đi. Đó dễ. Ừ, chứ đừng có lấy của ổng nữa, đừng có lấy của ổng nữa. 200 gram yếu á. Ừ, nhiêu tính nhiêu đi. Ở không ăn cá linh hả? Đấy, rồi, cá linh con 200 gram. 300 gram. 300 hả? 300. Ừ, đúng rồi, 300. Mắt già là 100 gram. Nay bọc vào đồng 2 đây hả? Đúng rồi, đúng chút. Yếu chút xíu. Yếu chút xíu bắt một cá này là hãy dây cho đi. Bọc của ai yếu? Bọc của hai. Cá con queo để vô cá linh làm gì? Con queo thấy cá linh có queo được hả? Rồi cá khô luôn. Cá linh có queo được em 300 gram. 4.100 gram phải không? Đúng rồi, 4312. Rồi cái này vinh ngon chân này. Vậy là ngày mai chờ thứ năm một con cá tai tượng. Rồi có năm đủ không? Cái này là nửa ký nè. Nửa ký 20 ngàn. 20 ngàn. Dưới này 16, 300 gram mai. 300 gram. 16 ngàn nữa. 16 ngàn, 20 ngàn. Là 36 ngàn. 36 phải không? Nãy giờ bán bắt. 36. Cỡ nhiêu ăn nhiêu, mai làm ăn nữa. Rồi cây 36, 40 phải không? 40 hết 60 nữa. Tại vì mai còn tắt nữa mà. Mai còn tắt nữa. Mai lựa cho anh nha. Đem lên chảnh cho ổng luôn đi. Ôi, cái này thì ta mua gì trời. Ơi, mà đưa vài cơ con trống cho ổng. Ồ. Mày lấy 3-4 thằng con đưa bả nướng. Ai nó? Cho ông Năm á. Năm đó, trời, lấy cái đó vô trong nướng. Ông chịu ăn không? Trời là cái đó cá đó nướng ngon dữ dằn. Ổng kho tiêu á, nãy ông dặn kho tiêu. Kho tiêu thôi, con đây nè. Ừ. Rồi sương mai bắt chưa? Chưa. Sương mai ăn cá gì bắt luôn đi. Ở ngoài mùng mới còn cá nữa đó. Còn cá tra. Cá tra, cá dầu đếm với cá đuôi hồng, cá tai tượng. Ừ. Thôi mời bắt cá rồi. Ừ. Vậy mời bắt luôn phải không? Mời bắt rồi. Rồi. Mày đi cho năm đi. Ừ. Cho năm đi luôn. Dạ con cá linh bự bự giống ở đây rồi. Cá bự chảnh giống nha. Ừ. Rồi. Vậy xong mai đem chảnh luôn đi. À, 400 gram. Có lấy thêm không? À, hồi nãy cây
Mã 40.000 ký. 44 16. 16 nha. Còn mấy con đó. Rồi ta cảm ơn luôn. Ăn cá bự thì ra ngoài mùng ngoài Bắc nha Hạnh. Ở ngoài mùng cá tai tượng. Ừ, cá dầu đém mà cá tra. Cá tra con bự bự không à. Cá điêu hồng nữa. Ừ. À, cá này mình thấy nó chết nè. Đem vô đây mình bán giết. Cá này là miếng gì ta? Miếng kéo kéo hầm á chị. Cá hầm á. Cá hầm ngoài hầm gì? Cá cá linh với cá mè dinh. Chị lấy hết không lên em bán 30 thôi. Không căng hết cho chị đi. Vậy hả? Bầm. Ừ, này bầm được là quay. Nãy giờ em bán 40 sao này. Em căng xô luôn 30. Mũi đâu muốn cảm rồi đó. Cảm hổng dài nè mà đi nắng hoài. Có ở nhà được đó. Lâu hết. À, người ốc hồi nãy Sương Mai. Nó mò còn mà lớn lớn. Nó mò đâu hơn ký. Ai dặn cá à? Động vậy nơi cá mới nó à. 13 ký. Dặn cá sạc không hả? Ừ. Sạc một xô. Một xô. Ký yếu. Thôi đưa em 28.000 thôi. Mới thêm 2.000 nữa đi. Ủa mấy giờ mình tâm gì sớm vậy? 4 giờ. 4 giờ. Ủa mà tính nữa vậy chưa được 4 giờ nữa. Ừ, chưa. Không bây giờ. Sớm bây giờ mình khách. Chị. Rồi em cảm ơn luôn nha. Hết luôn. Xong hết rồi quý ông bà cô chú ơi. Thì để anh Năm ảnh xả cái xả nước rồi bây giờ mình phải tát nước ra cho nó khô rồi bắt đầu mình mới Tiết nghĩ là chắc mình phải bán từ 2 đến 3 ngày mới xong cá đó. Và cuối clip về cho Tiết gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Và Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong lúc sau. Bye bye.